Xin chào mọi người, để trở lại với kênh của Nguyễn Minh Mobile nha. Một cái kênh YouTube chuyên đánh giá mở hộp những cái sản phẩm mới, sản phẩm điện thoại mới ra mắt trên thị trường. Nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ, mình xin giới thiệu lại một cái chiếc điện thoại làm trong rất bán chạy, bán rất chạy của Vivo trong mấy tháng vừa qua, từ lúc sản xuất đến giờ điện thoại này bán rất chạy hàng. Tại sao nó chạy hàng? Nó có một cái thiết kế đẹp, một cái độ cái camera có một cái chất lượng ảnh rất tốt, một viên pin 5000 mAh. 5000 mAh này có thể cho các bạn trải nghiệm game mà xem YouTube hoạt động liên tục từ sáng đến tối với cái độ màn hình và âm thanh bật lớn hết cỡ, và cái màn hình bật độ sáng hết cỡ trong vòng một ngày, thoải mái nha anh em. Đấy là những cái ưu điểm vượt trội mà một số cái điện thoại khác không có được đâu. Thì cái sản phẩm này nó ra mắt từ cuối năm ngoái này. Sản phẩm này mới ra mắt từ cuối năm ngoái, với cái giá bán khoảng 4 triệu, nhưng đây hiện nay thì nó đã giảm 1 triệu rồi. Hiện nay do tình hình cạnh tranh của các hãng điện thoại rất là khốc liệt, trong cái phân khúc giá khoảng 2-3 triệu này, 3 triệu trên dưới 3 triệu tí thì nó rất là khốc liệt, thì nó giảm 1 triệu nha anh em. Đại sứ quảng cáo cho Vivo Y15, Nguyễn Quang Hải, chàng trai làm bao nhiêu con tim rớt nước mắt trong thời gian vừa qua này. Rồi, thì mình xin giới thiệu sơ lược về cái điện thoại này. Thì cái camera của nó cũng là bộ ba camera thôi, một trong những cái điện thoại ba camera, tích hợp ba camera đầu tiên của tầm giá như thế này này. Pin siêu khủng, viên pin 5000, màn hình 6.35 inch, màn hình giọt nước nha anh em. Cái điện thoại này nó sản xuất từ ngày 6 tháng 6 2020 này, với cái bộ xử lý 8 nhân, bộ xử lý 8 nhân, RAM của nó thì được 4GB, và ROM của nó là 64GB nha anh em. Rồi, mình xin phép được bóc mở cái hộp máy này ra xem bên trong của nó, cho các bạn xem nhìn lại một lần nữa, để trước khi mà mở hầu bao ra để có nên rước cái em này về không nha. Đóng gói rất là kỹ. Mọi người đến mua điện thoại cứ bảo là sao mà điện thoại của mày là ngoài không có cái nào trong hộp hết vậy. Thì xin thưa mấy anh em và mấy mọi người là khi bây giờ điện thoại là phải xem, mở ra xem. Người ta thích thì người ta mới mua, chứ còn nhìn qua cái vỏ hộp này ít người biết lắm là nó như thế nào. Bây giờ chẳng nhẽ để như này bán thì không được, phải mở hộp ra để người ta xem. Mình mặt hàng thì mình cũng bán có giới hạn, chứ không có mười mấy hai chục máy để cho một máy để cho khách mà trải nghiệm thử nghiệm giống ở thế giới di động. Ở tiệm ngoài ngoài thì mình chỉ có lấy một vài cây bán hết, mình lại lấy tiếp thôi, một model lấy một vài cây thôi. Đây, mở đẹp đẹp tí cho nó có. Đây nha, bóc tẹt.
đập hộp nha anh em, mình đập hộp nha. Cái hộp rất là đóng gói rất là cẩn thận nha anh em. Quy siêu này. Thì cái nói chung là cái dòng Vivo này á, dòng Vivo nói chung từ trước đến nay thì cái chất lượng của cái hãng này là ổn định á, theo mình nghĩ là ổn định á. Mình có bán cho các em bữa trước mình có bán một cái Vivo mà đời rất là lâu rồi, Vivo i Vivo gì V7, V7 lút, mình có bán một cái V7 lút mà cái thời mà cách đây khoảng 3 năm rồi cơ, nó sản xuất 3 năm rồi, 3 năm rồi nha anh em. Nhưng mà tới giờ mình bán khoảng gần một năm cho anh bạn ấy rồi. Anh bạn là game thủ nha, anh bạn là game thủ, nếu mà ai ở trong pha sẽ biết anh bạn ấy là bạn bạn Trung tạp hóa ở trên trên nhà tư á, anh em trong châu pha sẽ biết. Thì cho tới nay bạn cày game là bạn cày vẫn mượt mà luôn nha. Cái điện thoại Vivo V7 lút á là cách đây sản xuất 3 năm rồi, nhưng mà cái chơi game của nó rất bây giờ là vẫn bạn chơi vẫn là cao thủ võ lâm nha anh em. Cái dòng này là theo mình nghĩ là xài cũng 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 được đấy, cũng ổn đấy. Cái pin của cái con Vivo đó là pin cũng có 4.000 thôi, 4.000 thôi mà xài 3 năm rồi, pin bây giờ anh bạn cày game vẫn được 2 tiếng mấy 3 tiếng liên tục đó nha mọi người. Thì cái pin 5.000 này, cái pin 5.000 này sẽ gì? Nó mang đến một cái hiệu suất rất tuyệt vời hơn nha. Có mỗi cục sạc này, thì trong hộp có mỗi cục sạc thôi, cục sạc dây sạc. Một cái chọc sim. Ok, nhét đây. Tặng một cái ốp lưng này, sẵn hướng dẫn sử dụng này. Rồi, cái này bác qua bên. Đây là nhân vật chính nha anh em. Cần xem khi nhân vật chính rồi. Nhân vật chính là một cái màu xanh nước biển. Một cái màu xanh nước biển. Đấy, trong camera thì anh em có nhìn rõ không ạ? Màu xanh nước biển. Nó có một cái màu xanh, nói chung là rất là bóng. Màu xanh rất cực kỳ bóng luôn á, nó bằng kính cực kỳ bóng luôn. Ba cái camera, một cái 13 chấm, một cái 8 chấm, một cái 5 chấm hả? Đâu xem, mình xem mình. Ba camera này. Trên này không ghi. Nghe camera. 8 chấm, 2 chấm và 13 chấm, còn camera trước 13 16 chấm nha anh em. Rồi, camera trước 16 chấm. Mình thực mình xin phép được khởi động cái điện thoại lên xem. Trời ơi. Cái màu xanh mà nó xanh mà nó gọi xanh biếc ấy. Thì hiện nay cái điện thoại này nó đang có cái
Cái mức giá là 3290 anh em. 3290 thì với một cái cấu hình, với một con máy, với một cục pin và một cái màn hình rộng giọt nước và một cái bộ camera, ba camera, là so với thị trường hiện nay là ổn đó, là chơi game, là chơi game lên mạng, lướt lướt Facebook. Tại sao mà mình hay nói là chơi game ổn nha? Tại vì chơi game nó cần một cái cấu hình rất là cao, cấu hình nó rất là nặng, mà nó còn chạy được game nữa. Còn Facebook, Facebook Zalo thì thôi rồi, chứ chắc vào Facebook Zalo thì nó ầm ầm anh em. RAM 4 GB, 3 GB trở lên là chơi 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 game được rồi anh em, chơi được rồi. Nhưng mà mình sẽ kích hoạt, nhưng mà mình không có bật wifi anh em. Tại vì bật wifi, tất cả các điện thoại bật wifi, điện thoại mới bật wifi là nó sẽ kích hoạt chế độ bảo hành, mất mất ngày bảo hành của khách nó không được. Có nghĩa là khi khách hàng mua về cái điện thoại á, thì trong cái điện thoại mới này sẽ chưa được bật wifi và chưa được nhét sim vào. Nếu mà bật nhét sim và bật wifi vào á, thì nó sẽ kích hoạt chế độ bảo hành từ cái hôm đấy, là điện thoại này được bảo hành 1 năm là nó mất mất ngày của khách, nên mình không được bật, mình sẽ không bật cái chế độ đó. Vivo này nó trang bị cái nút eSTORE này của iPhone này anh em. Bật eSTORE của iPhone này. Xem cái độ cái camera của nó xem nha. Nói chung là cái độ phân giải camera giờ chẳng phải bàn nữa. Các công ty người ta cạnh tranh nhau. Anh em xem cái vip của mình có các màu này, rất là đẹp. Đồ camera bây giờ nó cạnh tranh nhau vì cái camera này, lên camera của cái điện thoại nào cũng ghê gớm hết rất là đẹp nha. Camera này camera trước này. Cái mà camera trước là ảo tung chảo thôi rồi luôn. Đó. Cái camera trước là ảo tung chảo thôi rồi luôn. Đẹp cực kỳ luôn này em. Với cái màn hình trên 6 inch này thì nam hay nữ đều dùng được nha anh em. Màu sắc này nói chung là cũng đẹp, màu sắc cũng, và cái chất liệu máy, cái chất liệu của cái hãng lượng nhựa của cái Vivo này xài cũng 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 tốt ạ. Màn hình 6.35 inch. Loa, test cái loa xem. Điện thoại mới loa nghe rất là, nghe rất là sướng nha.
Rồi, ok, xin chào anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video mở hộp tiếp theo của mình nhé. Thì giá thị trường của cái Vivo i15 này, thị trường đang bán 3290 anh em. Mình ở Nguyễn Minh Mobile mình thì mặt bằng nhà người nhà bán 3,2 triệu nha anh em. Mình sẽ bán 3,2 triệu. Rồi 3,2 triệu nha anh em. 3,2 triệu mình sẽ khuyến mãi một cái tấm miếng dán cường lực nếu khách hàng muốn nha. Còn đây là dán một miếng chống trầy rồi. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Chào anh em. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, ủng hộ Nguyễn Minh Mobile để được đón nhận sớm nhất những video tiếp theo của mình nhé. Chào anh em nhé.